Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em có đến đây để ghi hình đang bán một cái đôi bò cái Lassiter tơ đang mang thai. Thì bây giờ cho em ít thời gian để em nghe điện thoại khách hàng cái nha, rồi mình tiếp tục. Dạ em nghe. Vâng, anh ơi, cho em hỏi này, em muốn bắt ví dụ em muốn bắt bò trong đấy ra miền Bắc để có đi được nhà anh? Dạ không đi được nha anh. Vâng ạ. Dạ, thông cảm nha. Rồi dạ, chào vâng, anh. Vâng, dạ. Rồi thì hôm nay có đến đây để ghi hình một cái đôi bò này của chú anh chị của các bạn nè, chúng ta coi ha. Thì hồi nãy đến giờ thì cũng có thảo luận với chủ nhà rồi và đưa ra một cái giá rồi rất là hợp lệ để cho bà con cô bác chúng ta có thể mua, chúng ta về chúng ta nuôi làm giống. Hai bò ở đây thì trước mắt chúng ta thì bò này thì nó cũng tầm trung nhưng mà cái giá cũng yêu thương để cho bà con chúng ta có thể mua, chúng ta nuôi ha. Bò này thì đang mang thai, con bên đây là 4 tháng, con bên kia là 5 tháng, 5 tháng có hơn. Thì hai bò này có giá công bố trực tiếp cho bà con cô bác luôn. Con là 30 triệu, hai con là 60 triệu. Là bò này bò bao chữa nha cô chú anh chị và bạn. Bao chữa thì khi mà chúng ta mua về thì cô chú anh chị và bạn sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán, thứ nhất. Thứ nhì là cô chú anh chị và các bạn sẽ được thăm thai và thông báo cho em biết trong vòng 3 ngày đầu tiên chúng ta mua về. Nếu như mà không có thai thì bên em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn. Còn nếu như mà có thai thì bà con cô bác chúng ta nuôi mà cảm thấy vui, thích chương trình của em thì giới thiệu cho những người xung quanh, cô chú, anh chị, bạn bè, dòng họ, hàng xóm láng giềng gì đó, ABCD gì đó, giới thiệu là trên đây có thằng Út nó bán mấy bò giống ha. Rồi thì bà con cô bác chúng ta bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn vô cái nội dung này. Mình trước tiên là mình coi chân móng. Chân móng con bò nè, 8 cái chân là đều là móng sò. Đấy, cô chú anh chị và các bạn mình lại gần hơn coi chút xíu nữa ha. Lại gần hơn coi cho nó rõ. Đó, thấy không? Chân móng. Đấy, bà con cô bác chúng ta coi cho kỹ khi mà trước khi mà chúng ta mua. Rồi, bắt đầu mình lên thêm chút nữa là mình coi về những cái khớp của nó. Khớp gối nè. Đó, không áp xe, không xuống rút xuống ruột gì hết. Đó, và cuối cùng thì bây giờ chúng ta sẽ tổng thể về cái hình ảnh của nó nè. Đó, đây là Sinter. Sinter đang mang thai, con này mang thai 4 tháng nè. Con này có giá 30 triệu ha. Con bên đây 5 tháng, con này cũng có giá 30 triệu. Hai con bò này nói chung thì anh chủ nhà anh mua một cặp nha. Hiện giờ anh cũng bán cặp luôn cho bà con cô bác chúng ta coi, chúng ta nhắm chúng ta mua. Cảm thấy thích muốn mua thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại thì em để trên màn hình. Đó, chân móng, hình ảnh, sái tích đều hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Bây giờ em nói với cô chú anh chị các bạn như thế này. Vậy để cho mình dễ lựa chọn nè. Cái này cũng giống như là mình em tư vấn cho bà con cô bác ha. Thứ nhất là bây giờ mình mua một con bò bê đi ha, nó cũng có giá tầm khoảng 17 triệu, 18 triệu. Đó. Rồi về mình nuôi nó bao nhiêu tháng nó mới có lên giống? Có đúng là 1 năm sao? Đó. Mình mới phối tinh không? Chính xác là vậy. Mà trong khi đó mình nuôi 1 năm, mình phối tinh chắc là nó đậu không? Hay là nó trục trặc? Hay là nó ầu ơ với dầu? Đó, nói nhiều đó thôi. Nhưng mà cái giá của hai con bò này mà người ta bao chữa, có nghĩa là đã có thai. Một con 5 tháng, một con 4 tháng trong bụng rồi. Giống như là mình đang mua hai con rồi, đúng không? Thì cái giá nó chỉ có 30 triệu thôi. Đó, bà con cô bác anh chị em chúng ta phân tích cho kỹ rồi mình mua cũng không có muộn nha. Nhưng mà nhanh tay thì còn, hồi chậm tay thì hết cô chú anh chị các bạn. Tại sao mà mọi người điện thoại cho em thì em hay trả lời một cái câu rất là quen thuộc là dạ em bán rồi. Đó là tại vì có rất là nhiều người, người ta coi cái chương trình ha, chỉ trong vòng 1 phút thôi cô chú anh chị các bạn gọi trễ là người ta mua rồi. Đó là những con bò rẻ, những con bò đẹp. Đó là những con bò mà khách hàng người ta mua ngay và liền. Như những bò này cô chú anh chị các bạn thấy không? Con này bao chữa 5 tháng nha.
con này giá có 30 triệu thôi. Thì trong khi đó mình mua con bê mình về mình nuôi một năm sau mình mới gieo tinh, gieo tinh cho nó đậu luôn, năm tháng nữa nó mới được. Nhưng bò này là tổng cộng là 17 tháng mà trong khi đó nó gác hơn 11-12 triệu. Mà nhiều khi bà con cô bác chúng ta gieo chưa chắc gì một lần nó đậu nữa, đúng không? Đó, trong khi đó bây giờ mình bỏ ra bỏ ra 30 triệu này mình mua một con bò này mà người ta bao chữa bao thai như thế này mà tơ nha, chưa đẻ lứa nào nữa, thì cái tình trạng trục trặc sinh sản thì nó khó có cái mà diễn ra, đúng không? Bò tơ mà là chắc ăn, ai mà nói gì em, nhưng mà em thì không có, em lại thích con bò tơ mang thai. Tại vì sao? Nó tơ nó chưa có đẻ, thứ nhất là nó chưa có đẻ thì nó sẽ chưa có bị lòi lú tử cung, nó giống như đứa con gái vậy đó ha, nó vẫn còn giá trị. Còn khi mà nó đẻ rồi một lứa hai lứa thì thứ nhất là chúng ta sẽ sợ lòi đơm, thứ hai chúng ta sẽ sợ nó con bò này nó nóng sữa hay sao người ta mới bán, và thứ ba là con bò này tình trạng của nó ăn uống hay là nó sao nè, người ta ghét nó người ta bán nè, nó đúng không? Mình phải suy nghĩ đến những cái vấn đề đó, những cái phương hướng đó. Mình lựa chọn những cái con bò tơ mang thai như thế này thì quá dễ. Cặp bò này 60 triệu người ta sẽ gọi bắt liền, cô chú anh chị các bạn điện thoại mua liền, dám cá luôn. Tại sao 60 triệu mà chiều cao nó khoảng 1m3 bò mà đang mang thai nữa, con này 5 tháng con kia 4 tháng thì mình về mình nuôi đâu bao lâu nữa là nó có bê. Mà con bê đẻ ra nếu mà cô chú anh chị các bạn nuôi đàng hoàng hoàn thiện cho ăn uống đầy đủ không thiếu chất thì một ý nhầm 5 tháng sau mình bán đã được mười mấy triệu rồi đó. Thì cô chú anh chị các bạn thấy cái lãi trước mắt, tại sao mà mình không mua mà mình đi lựa chọn những cái con bò mắc tiền ha, những con bò nó giá trị nó to lớn thì mình nó sẽ lâu lấy vốn. Những con bò này mà tại sao mình không điện thoại mình mua liền, nhìn vàng rúng yếm của nó nè, đó đầy đủ không, rất là ok luôn. Bò giao đến cho bà con cô bác sẽ được quyền kiểm tra bò, coi con bò đi đứng có hoàn thiện không, giò cẳng nó có bị áp xe hay là xuống rúng xuống ruột gì không. Đó cô chú anh chị và các bạn, đây là những cái con bò tơ thì bên em sẽ bao chữa những bò này là đang mang thai thì sẽ bao chữa cô chú anh chị và các bạn trong vòng 3 ngày đầu tiên mình mua về là mình bắt buộc mình phải khám xem mình coi cái con bò này chính xác như là thằng Út nói hay không, có thai hay không. Nếu mà không có thai thì em sẽ nhận lại hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn. Hai con bò giá trị 30 triệu một con, bao chữa, con bên đây 4 tháng con bên kia 5 tháng, hai con 60 triệu. Bà con cô bác anh chị em ở gần xa ai có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, cái số điện thoại em để truyền hình đó. Thì bây giờ mình quay sái tích của nó ha, sái lưng nè cô chú anh chị và bạn, thấy con bò nó dễ không, em lại gần nó mà nó đứng vẫn thản nhiên nè, sái lưng nữa nè đó cô chú anh chị và các bạn. Mình lên lựa chọn những cái con bò dễ như thế này, mình lên lựa chọn những cái con bò mà nó dễ như thế này để thứ nhất là về mình tiện cái việc chăm sóc đó nè, thứ nhì về sau này sanh đẻ nó mình tiện để mình hỗ trợ cho nó vấn đề sinh sản nè. Đó thì bà con cô bác chúng ta quyết định như thế nào thì đó là cái sự lựa chọn của mọi người. Nhưng mà em chỉ là một cái người đi đến làm phim giới thiệu đầy đủ thông tin, quay những cái hình ảnh cận cảnh để cho bà con cô bác chúng ta có thể lựa chọn con bò với cái mức giá thành hợp lý phù hợp túi tiền với mình đó, chứ không phải là đúng ra là bà con cô bác cái đó là sự lựa chọn của bà con chứ không phải là của em. Nhưng mà những cái con bò này thì theo em á thì cô chú anh chị các bạn mình phân tích cho kỹ rồi mình mới mua nha. Tại sao cô chú anh chị các bạn nè, thứ nhất là nó đang mang thai 5 tháng, thứ nhì mà giá thành của nó 30 triệu thì mình sẽ nhanh thu hồi lại vốn. Đó là những cái mà em muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn, những cái thông tin để chúng ta có thể đưa ra một cái nhận định. Và cuối cùng thì bà con cô bác là nên làm gì trước khi mua? Nên đo hẹo thử chiều cao. Đo hẹo thử chiều cao như em vậy nè. Ví dụ nha, mình sẽ đo hẹo ra bức tường hoặc là cây cột, rồi mình sẽ quyết định. Mình đứng ra xa mình coi con bò này, Út nó đo con bò này chiều cao nó vậy đó,
một mét à. Đứng im cái con gái làm gì mà thấy ghê. Nè, bò này chiều cao nó khoảng 1m3, 1m31 tại phía sau khu nữa nè, cô chú anh chị các bạn nè. Đó. Thì cái chiều cao em đo cho bà con cô bác rồi, kèm theo những cái hình ảnh về chân móng, về dậu rúng cũng như là toàn thể về con bò này, sái tích đều quay cận cảnh hết trơn. Bà con cô bác chỉ việc đo hạo ra bức tường hoặc là kỳ cột. Chúng ta coi cái chiều cao tầm này, rồi cái giá thành này, hình ảnh này, mình coi quyết định mua được hay không. Nếu mua được thì nhắc máy lên và gọi ngay cho em cái số điện thoại em để trên màn hình đó ha, để chúng ta quyết định, chúng ta chốt lại bò này, chúng ta mua về nuôi phát triển kinh tế ha. Rồi thì bây giờ em xin gửi lại chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem cái chương trình của em. Thân ái kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.